Xin chào cả nhà nha, rất vui lại được gặp lại cả nhà trong kênh Thành Trình Bonsai. Vâng, theo như cái lịch thì cứ mỗi một tuần là tôi làm 1-2 video tôi đăng lên, nhưng mà vì lý do là có một bạn ở Khánh Hòa có hỏi tôi là vì là gần Tết rồi mà muốn làm cho một cái bông giấy nở đúng Tết, thì hôm nay là tôi giới thiệu đúng cái cả nhà mình là cái quy trình để mà làm cho một cái bông giấy nở đúng Tết. Thì trước mắt tôi là đây là một cây cẩm thạch. Cây cẩm thạch này nó có một cái dáng long rất là tuyệt vời quý vị ạ. Nhưng mà đây là tôi giới thiệu quý vị là đây là cái bông giấy cẩm thạch thôi, chứ còn là cái quy trình làm bông ấy thì hôm nay là đây tôi làm cây đây, đây cũng là cẩm thạch nhưng mà là một cái giống bông giấy khác, lá lớn hơn. Vâng, thì để cho cái làm bông giấy mà làm bông thì nếu mà để mà theo làm theo cái cách đơn giản mà tôi chuẩn bị ấy đây thì nó rất dễ quý vị ạ. Nhưng mà trước hết ấy, thì quý vị phải làm trước khi làm bông thì quý vị chăm sóc là cái bông giấy, quý vị biết rồi là cái câu chăm sóc là hôm hồi lâu rồi tôi có làm một clip là giới thiệu đến quý vị là cách chăm sóc cái bông giấy. Thì cái bông giấy này nó rất cần cái độ tơi xốp đất, thì cho nên hàng năm chúng ta thay đất là cái chuyện đó là tất nhiên. Chứ để cho khi mà trước khi chúng ta làm bông thì chúng ta phải chăm sóc làm sao cho cây bông giấy nó thật sung, có bộ lá xôm xuê. Thì bắt đầu là chúng ta tới đầu tháng 11 thì trước khi chúng ta chiết thì chiết nước, thì cái quy trình đầu tiên là chúng ta sẽ áp dụng bằng biện pháp là chiết nước. Thì trên một cái bông giấy đang sung như này thì chúng ta sẽ đầu tháng 1 chúng ta sẽ bắt đầu chiết nước. Thì đối với những cái cây ở dưới đất á, thì chúng ta khó nói ở cái chuyện chiết nước, bởi vì là theo tự nhiên thì có thể là sáng tháng 11 là trời vẫn còn mưa, chúng ta chiết nước là cũng rất là khó. Cho nên là bây giờ tôi đang nói là cây bonsai trên chậu, thì trên chậu chúng ta chiết nước là tùy theo chậu to hoặc chậu bé quý vị nhé. Còn quy trình của nó ấy, thì theo như tôi làm hàng năm để mà có những cái bông giấy đẹp, thì đầu tháng 11 bắt đầu tôi chiết nước, thì tôi chiết nước khoảng từ 7 đến 10 ngày quý vị nhé. 7-10 ngày thì chúng ta đây là theo cái chậu bình thường, còn nếu mà chậu nhỏ hơn thì có thể khoảng 5 ngày thôi là cái lá nó đã héo rồi, nhưng mà đây là tôi đang làm theo cái chậu bình thường của cây bonsai. Thì bắt đầu là chúng ta 7 đến 10 ngày chúng ta cảm thấy là cái lá này nó xuống lá, nó héo, nó rũ xuống quý vị nhé, rũ xuống thì các cái đầu lá này nó chúng ta cảm thấy là nó mềm, thì chúng ta cảm thấy là nó đang là bị khát nước, rất là khát nước, thì bắt đầu là chúng ta có thể là tưới nhẹ vô. Trong cái giai đoạn chúng ta chiết nước này tuyệt đối chúng ta không bón phân gì nữa quý vị nhé, không được bón phân, bởi vì theo nguyên tắc là cây nó phát triển, đang phát triển bình thường lá quang hợp được thì nó mới hút được dinh dưỡng, thì lúc đó chúng ta bón phân. Còn hiện bây giờ chúng ta đang áp dụng biện pháp là chiết nước, cho nên cái lá của nó là đang héo, nó không quang hợp được, cho nên cái bộ rễ của nó sẽ không hút được dinh dưỡng, cho nên là chúng ta không nên bón phân bất cứ một loại phân gì. Sau khi làm 70 ngày chúng ta chiết nước thì nó sẽ héo. Thì héo xong thì bắt đầu là chúng ta có thể là quan sát là héo vừa đủ, cái lá này có thể là nát đác đôi ba lá rụng, thì chúng ta đưa nước nhẹ vô quý vị nhé. Chúng ta đưa nước nhẹ vô, thì khi chúng ta đưa nước nhẹ vô thì vừa độ ẩm như cái cỡ cái chậu bình thường này, chúng ta chỉ cho nửa bát nước thôi quý vị nhé. Nửa bát nước thì để cho chúng ta là tức là nó vừa độ ẩm trong đây, nó không chảy ra ngoài được á, thì cái cây nó vừa tỉnh lại. Vâng, nó tỉnh lại xong rồi chúng ta ngưng tiếp, chúng ta ngưng tiếp không tưới nước nữa, để cho cái chậu này tức là làm cho cái lá này nó tỉnh lại một chút thôi, tức là mình không để cho nó sốc quá. Khi nhiều người là ép sốc quá để nó rụng hết lá đi thì thật sự quý vị là làm như vậy là những cái chi này có thể là chết, suy quá nó sẽ chết. Cho nên ta ấy lại, chúng ta cho tỉnh lại một chút cho chiết nước tiếp khoảng 5-7 ngày thì nữa, thì bắt đầu là cái lá này khi chúng ta tưới nước nhẹ lần đầu thì cái lá này bắt đầu nó sẽ rụng hầu như là rụng gần hết quý vị nhé. Thì bắt đầu là nó 5-7 ngày sau là bắt đầu là chúng ta thấy là các cái đầu thược này, một phần là lá rụng, một phần là các đầu thược này nó sẽ phì ra, và quý vị thấy là các cái đọt non nó sẽ nhú ra. Thì bắt đầu chúng ta tiếp tục chúng ta tưới nước. Vâng, chúng ta tưới nước nhẹ thôi, không cần tưới nhiều. Thì bắt đầu là cho để cho cái phần lá này, còn cái phần nào mà nó không rụng hết thì có thể chúng ta kỹ được. Đây là tôi nói là đây là mình làm cho là ra bông triệt để. Kỹ được thì chúng ta sẽ phải xử lý hết, tức là chúng ta ngắt hết để cho tập trung vào những đọt non. Mà riêng bông giấy nó ra thì quý vị cứ tin tưởng cho tôi là khi đọt non ra thì nó sẽ sung lắm ấy, thì nó ra được một phần, được đôi ba cặp lá thì ra bông, còn không nữa thì nó sẽ ra bông luôn quý vị ạ. Nó nhú ra đến đâu nó sẽ ra bông luôn, thì đảm bảo quý vị là có một cái bông giấy là Tết là sẽ là sung xuê toàn bông, không kèm cái độ, kèm cái lượng lá rất là ít mà lá nó rất là nhỏ. Đây là cái quy trình là
là khi mà chúng ta xếp nước mà để nhú đầu bông rồi thì bắt đầu sau khi ra bông mà bắt đầu là chúng ta sẽ sử dụng phân bón lá quý vị nhá. Một là phân bón lá là Atunic cũng được, mà 10 30 10 10 30 10 chúng ta xịt. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta pha rất lỏng, bởi vì cái lượng lá lượng bông trên này nó còn đang là ít, chúng ta pha lỏng thôi. Kèm theo ở dưới là chúng ta sẽ pha phân NPK. Chúng ta cho khoảng như cái chậu này, thì như đây là tôi nói là chậu này, thì chúng ta chỉ cho khoảng nửa muỗng cà phê hoặc một muỗng cà phê đổ lại, chúng ta ngâm, chúng ta pha loãng ra. Như cái này thì chúng ta chuẩn một bát nước, chúng ta xối chung quanh, xối chung quanh xong thì đây là có tác dụng là khi mà cái cây này đã ra phóng được đọt đặc bông rồi thì chứng tỏ là rễ bắt đầu nó cũng đã ra, và chúng ta bắt đầu tưới nhẹ phân, mà lượng phân rất là nhẹ quý vị ạ. Chúng ta nếu mà chúng ta tưới lượng phân nhiều thì nó sẽ làm cho các rễ non ra là sẽ cháy. Đây là một cái kinh nghiệm mà tôi đã làm rất nhiều năm. Thì bắt đầu là khi mà ra rồi thì chúng ta tưới nhẹ xong bắt đầu là khoảng 4 5 ngày sau thì chúng ta lại tưới nhẹ bằng nước lã lại, để cho cái độ ẩm của cái trong chậu này nó vừa đủ để cho là cây hấp thụ phân và không bị úng. Chứ nếu chúng ta tưới nhiều quá thì nước nó sẽ đẩy phân ra ngoài và cái cây có thể nó bị úng. Thì đây là cái cách mà để chúng ta xử lý theo cách ép bằng ép nước. Khi ra bông rồi thì chúng ta cứ 5 đến 7 ngày chúng ta xịt phân bón lá, thì đảm bảo quý vị là nó ra là nó sẽ ra vừa có kèm một ít lá còn là bông, cho nên là cây bông giấy là rất là đẹp. Tại vì trong cái giai đoạn này á, tại vì nó không phải là dịp để làm bông để bán Tết, cho nên tôi không có làm. Quý vị thấy là toàn bộ là đang là xanh với cái màu rất là sung, tôi không có làm bông bởi vì chuẩn bị tới đây tôi mới làm bông, cho nên là giờ nó không bông. Thì đây là cái cách mà chúng ta xử lý theo cái cách này, ép ép nước, xiết nước. Còn là nếu như mà chúng ta mà xử lý, nếu mà cây nào mà có thể nó sung quá thì có nhiều khi chúng ta cũng phải xử lý là bằng cái cách thủ công, chúng ta tỉa lá. Nếu trường hợp chúng ta xiết mà cảm thấy mà không đủ độ để mà rụng lá được thì chúng ta phải dùng kéo ta xả lá đi, tức là chúng ta cắt hết lá. Một biện pháp nữa là chúng ta sử dụng đến thuốc hóa học. Thì phân hoặc thuốc hóa học này á, thì ngoài cái mục đích là cái lá này mà chúng ta không có công chúng ta tỉa thì chúng ta sẽ sử dụng đến các cái loại thuốc thuốc để chúng ta ép. Ở trên thị trường thì bây giờ nó có rất nhiều những loại kích thích ra hoa rồi là phân hóa mầm hoa, nhưng mà cái thuốc này ấy, thì đối với những cái cây ăn quả ăn trái thì chúng ta sử dụng nó thì hiệu quả hơn, bởi vì cây bông giấy này thì nó không đòi hỏi chúng ta phải là cần đến nhiều những cái chất dinh dưỡng để mà làm chắc hạt hay này kia. Nhưng mà đây tôi đang nói với quý vị là để mà mục đích cuối cùng là cái phần xịt trên đây á, là chúng ta không có thời gian chúng ta vặt lá thì chúng ta phải dùng đến các loại phân bón lá mà hàm lượng kali rất là cao, ví dụ là đây là phosphonát hoặc là F94, thì nó có một cái tác dụng là xịt vào phát này làm cho cái lá này già rất nhanh quý vị ạ. Thay vì là chu kỳ 1 tháng là có thể là cái lá này sẽ từ non chuyển sang già, nhưng mà nếu mình xịt cái đó vô trong vòng 10 ngày là đảm bảo quý vị là nó sẽ già và nó rụng, hầu như là rụng hết, chúng ta không cần phải xử lý đến đến không phải dùng đến kéo hoặc tay chúng ta bấm. Thì đó là cái tác dụng là khi mà cái cây nó quá sung chúng ta xử lý mà ép mà cảm thấy là không kịp thời gian để nó rụng lá thì chúng ta sử dụng cái thuốc đó để hạn chế làm cho cái lá nó nhanh già và nhanh rụng. Thì đó là cái cách này mình xử lý khoa học. Còn riêng cái bông giấy thì quý vị thấy là nó không có sâu bệnh, nó bệnh thì có nhưng mà sâu đặc biệt trên cái bông giấy là tôi chưa thấy xử lý phải xử lý thuốc sâu bao giờ, tôi làm rất nhiều năm là chưa xử lý thuốc sâu bao giờ, bởi vì trên cái bông giấy là hầu như không có sâu có bệnh. Thì là trước tôi nói về cái cách phòng trừ sâu bệnh của cái bông giấy rồi, thì hôm nay tôi cũng nói sơ nè. Thì khi mà chúng ta chăm sóc như cây bông giấy này rồi thì chúng ta nên để ý đến sâu một chút là về cái bệnh cây bông giấy, là nó có nhiều những loại bệnh, ví dụ là bệnh nấm hồng hoặc là bệnh thắng thư hoặc là bệnh mốc xám này kia đó. Thì những cái bệnh này thì trên thị trường nó rất nhiều loại thuốc để mà chúng ta xử lý, cho nên là chúng ta mà muốn có một cái bông giấy mà nở bông đẹp dịp Tết thì trước hết là chúng ta đầu tiên là cái cây trước khi chúng ta xử lý làm bông thì cây phải thật sung, và chúng ta phải xử lý bệnh trước khi chúng ta xử lý bông quý vị nhá. Còn khi chúng ta mà cây mà chúng ta đã bông nhiều rồi, khoảng cuối tháng 11 rồi sang đầu tháng 12 mà bông nó ra nhiều rồi, chúng ta mới đi xử lý với thuốc sâu hoặc thuốc bệnh này kia, thì thật sự lúc đó là nó ảnh hưởng đến bông, bởi vì lúc đó là bông nó ra là hầu như là quý vị thấy là nó ra
nó nở như này rồi mà chúng ta lúc đó xử lý thuốc nấm hoặc là một số cái loại mà thuốc nóng vào thì cái bông này nó sẽ bị cháy hoặc là rụng. Cho nên là cái lúc mà bông nó ra mà khoảng cái đầu tháng 12 đến đổ đi thì chúng ta không nên sử dụng bất cứ thuốc nấm hoặc thuốc gì. Ngoài có thể là chúng ta sử dụng cái phân bón lá mà hàm lượng rất là nhẹ để làm sao để là giúp cho cái bông nó tươi và nó nâu rụng. Và tức là nó rụng nó tươi và nó rụng lên. Hiện nay tôi cũng giới thiệu đến quý vị này quy trình để mà làm cho một cái bông giấy nở đúng Tết là nhiều và đẹp. Ai cũng thế, như tôi cũng làm. Bây giờ tôi cũng đang là chuẩn bị trên cái quy trình là tôi sẽ phải xuống tàn, chén tỉa và thôi tạo cho một cái cây nhất định có một cái bộ tàn tương đối rồi thì bắt đầu chuẩn bị cho đầu tháng 11 âm lịch là chúng ta sẽ xử lý ra bông. Vâng, đây hôm nay tôi cũng trao đổi với quý vị về cái quy trình để mà xử lý cho một cái bông giấy ra bông đẹp để chúng ta nhà chúng ta có một cái bông giấy chúng ta trưng vào dịp Tết, tăng thêm niềm tăng thêm ngôi nhà đẹp và đón chờ sự may mắn đến với năm mới. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái kênh Thông Điệp Bonsai. Và quý vị cũng cảm thấy kênh có bổ ích thì quý vị hãy bấm like ủng hộ kênh Thông Điệp Bonsai để tiếp tục Thông Điệp Bonsai sẽ gửi đến quý vị những cái nick tiếp theo về quy trình uốn và tạo dáng cho những cái cây bonsai, không những cây bông giấy mà còn nhiều loại cây khác nữa quý vị nhé. Và xin chào tạm biệt.